Huy, Hoàng Đức Bơ và Lê Lộc xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Em sẽ vì anh làm thơ tình ai. Wow. Anh sẽ gom mây góp thành lâu đài. Trời ơi, sao bữa nay mà em có cảm hứng mà ca hát quá vậy? Biết sao không? Mỗi lần mà đứng ở tần số tình yêu á, là em mong chờ đến giây phút mà cuối cùng á, khi mà nhận được các cuộc gọi từ các cặp đôi á, trời ơi em sung sướng mà hồi hộp biết là bao nhiêu luôn á. Và Hoàng Đức Bơ hiểu được cái tâm lý của bạn Lê Lộc, bởi vì chúng tôi tưởng tượng rằng những chàng hoàng tử, những nàng công chúa đang muốn tìm thấy nhau, kết thành một lâu đài tình ái được. Đúng rồi. Chờ đón xem ngày hôm nay những chàng trai, những cô gái có tìm thấy được tần số của mình hay không? Hãy đến với phần xuất hiện của hai nam chính. Wow. Đó chính là Hồng Sơn và Minh Tưởng. Wow. Yeah. Trẻ tuổi đẹp trai. Chào hai bạn. Dạ, chào chị. Hai bạn có vẻ giống nhau nhỉ? Kiểu Lee Min Ho. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Minh Tướng. Hiện tại em là 23 tuổi. Em đang làm về công việc là event và quảng cáo. Anh thích những thứ bình lặng, chẳng cần hứa cũng sẽ bền lâu, như cái cách em giảm nhẹ vào cuộc đời và cùng anh an yên bước qua trọn vẹn với mọi khoảnh khắc này. Duyên phận đôi lúc kỳ lạ quá em ha. Chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi, thì những thứ khác có hay không không quan trọng. Anh gặp em hôm nay và tại đây cũng là duyên phận nhẹ nhàng như thế. Thì sở thích của em là đi du lịch, xe cộ rồi đi chơi. Mẫu bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào? Thì em thích một bạn nữ không cần cao quá, cũng không cần lùn quá, cũng không cần ốm quá, cũng không cần mập quá. Em nắm tay Lê Lộc về luôn đi em. Vừa đủ chuẩn luôn rồi đó. Dạ, nói chung thì em thích một bạn nữ dễ thương, biết tâm sự trò chuyện với mình là đủ rồi. Cảm ơn bạn. Còn Sơn thì sao nào? Xin chào mọi người, em tên là Nông Hồng Sơn. Năm nay em 21 tuổi và sinh ra ở Đà Lạt. Hiện nay em đang là diễn viên tự do và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô bạn nhỏ nhắn, răng khểnh và nụ cười gần gũi ơi, một ngày nào đó em sẽ gặp được người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời mình. Người vì yêu em mà đến, vì thương em mà ở lại. Chẳng muốn hứa hẹn đủ điều, chỉ mong khoảnh khắc này đủ bao dung để vì nhau mà làm tất cả. Nếu em có xuất hiện tại tần số tình yêu ngày hôm nay, có thể vì một chút rung động mà dừng lại chờ anh không? Hy vọng là ngày hôm nay các bạn cũng sẽ cố gắng thể hiện được mình là một chàng trai rất xứng đáng để cho các cô gái chinh phục. Bây giờ xin mời Tướng và Sơn sẽ di chuyển đến khu vực hàng ghế đằng này. Xin mời. Tiền mang tên đi tìm tần số. Và bây giờ hãy sẵn sàng chào đón bốn cô gái, xin mời. Mỗi cô một dáng nha. Xin mời cô gái ở vị trí thứ nhất ạ. Lần đầu tiên Trường Phương xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đang có mặt. Công việc hiện tại của mình là người mẫu, diễn viên và kinh doanh tự do. Thì bên cạnh đó mình có dạy nấu ăn nữa mọi người. Ngày hôm nay đến với chương trình rất mong muốn sau những lần vấp ngã trong tình yêu, một lần nữa có thể mở lòng và đón nhận một tình yêu mới. Cảm ơn bạn. Chắc là mình cũng đã trải qua nhiều mối tình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mối tình nào khiến bạn nhớ nhất? Mối tình 2 năm với lại yêu một người làm nghệ thuật. Thì phải gìn giữ được cái tình yêu đó trong suốt 2 năm qua. Em không có ngại đường xa 2-3 tiếng để qua nhà lo cơm nước cho anh. Nói chung là em làm mọi thứ khi có thể. Nhưng lòng anh đã thay đổi và điều đó làm em rất là suy sụp. Rõ ràng vết thương lòng nó vẫn còn đó. Ngày hôm nay cố gắng lạc quan hơn. Cơ hội cánh cửa tình yêu mới đang chờ đợi bạn. Hãy cố gắng phát ra những tần số phù hợp nhé. Trần Phương,
Vâng, cảm ơn anh ạ. Xin chào cô gái thứ hai. Mình xin chào hai bạn nam. Chào hai MC cực kỳ dễ thương của chương trình Tần Số Tình Yêu. Và toàn bộ các khán giả có mặt ngày hôm nay. Mình tên là Huỳnh Như Hảo. Năm nay mình 22 tuổi và mình đến từ Bình Dương. Mình là cô gái mập mạp, có nước da nâu, nên thường bạn bè gọi mình là cái tên là heo. Trong tình yêu thì mình không có khái niệm tình yêu sai, mà chỉ là chọn sai người, sai thời điểm. Cho tôi biết chỉ số của bạn được không nào? Vâng, em cao 1m6 và nặng tới 55kg ạ. Không sao đâu, cái gì cũng cân bằng rồi. Nhưng mà đối với các chàng trai thì các bạn có thích người yêu mình mõm mỉm không? Thì theo riêng em thì em cũng không thích quá ốm, tại vì bây giờ mưa rồi thì mập được lạnh mới ấm. Thì mũm mĩm thì ôm đúng là sướng thiệt. Với lại em cũng thích nựng mấy bà mũm mĩm. Người yêu của mình mới nựng đúng không? Đúng rồi. Thường em để ý đến bạn nữ thì em để ý đến phong cách mặc đồ của bạn đấy trước. Phong cách mặc đồ ha. Phong cách như thế nào nhỉ? Cá tính hoặc là có một gu gì đấy gì không? Như Hảo, mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Đối với người khác thì người ta thường nói sắc đẹp không quan trọng. Nhưng đối với em thì sắc đẹp cũng là một phần đánh giá về tình yêu. Blog radio, những câu chuyện kể trên mạng, em có thường xuyên nghe hay là đọc truyện ngôn tình không? Dạ, nghe thì có nghe, đọc thì có đọc. Nhưng mà đó chỉ là trên sách, trên vở và nghe ngoài tai. Còn hiện thực thì không bao giờ màu hồng như ta tưởng. Rất là dễ thương, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào. Tôi tưởng là bạn chắc là sẽ nghe những câu chuyện đó, bởi vì cái giọng nói của bạn giống như là một giọng lồng tiếng rất là truyền cảm. Cảm ơn bạn rất nhiều, Như Hảo. Dạ vâng. Xin chào cô gái thứ ba. Xin chào hai MC xinh đẹp, xin chào hai bạn cùng chơi và tất cả mọi người. Em tên là Bảo Bảo, năm nay em 22 tuổi. Tính cách của em thì giống như thời tiết vậy đó, lúc nắng, lúc mưa và cũng có lúc lãng mạn như những mũi hoàng hôn. Sở thích của em là ca hát và đi du lịch, tuy hát không hay nhưng mà rất là hay hát. Quan niệm sống của em đó là cuộc sống thật dịu dàng biết mấy nếu con người đặt mình vào vị trí của nhau. Trời ơi, giọng nói ngọt ngào mà toàn nói những chân lý thôi. Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn thích đi du lịch thì bạn thích đi ở biển hay đi núi? Cả biển và núi luôn ạ. Thế bạn thích đi du lịch ở biển hay núi? Mình thích biển hơn. Không biết là mẫu bạn trai của bạn như thế nào? Mẫu bạn trai của mình thì đầy đặn một chút, cao hơn mình một xíu. Thích một người con gái có tính cách con nít một tí xíu. Dạ sáu múi mình không thích lắm hen. Sáu múi thì em suy nghĩ lại, tại vì em thích một người tròn trịa hơn ạ. Vậy bây giờ mình hơi gầy, bạn nuôi cho mình tròn trịa được không? Đúng rồi. Hai bạn nam ở đây khá gầy á bạn ơi. Cao 1m8 mà nặng có 30kg à. Đối với mình thì tình yêu thì không phân biệt ngoại hình, quan trọng là hợp nhau là cái quan trọng nhất. Sao bạn mới nói bạn thích mập mà? Đó là sở thích của mỗi người, nhưng mà chưa chắc bạn gặp được một người như vậy. Hay quá ta, cảm ơn Bảo Bảo. Lát nữa chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn về cô gái này. Và bây giờ sẽ là lời giới thiệu đến từ cô gái ở vị trí thứ tư. Chào bạn. Em xin chào tất cả mọi người trong khán phòng, đặc biệt là hai bạn nam. Em tên là Quỳnh Nga, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại thì em đang là sinh viên. Công việc chính của em là streamer và diễn viên. Đặc biệt là em rất là yêu động vật. Nếu bạn nam nào muốn nuôi thú cưng thì em sẽ cùng bạn nam đó nuôi thú cưng ạ. Hai bạn nam, có ai thích nuôi thú cưng không? Em thích cún chị. Cún à? Hồng Sơn thì thích cún này, còn Minh Tướng? Nhìn thấy chó mèo thì em rất thích, nhưng mà về nuôi á thì không thích lắm hả? Không được thích cho lắm. Tại sao? Tại vì em không thích lông mèo hay lông chó. Nói chung mà chơi với nó thì ok, nhưng mà không thích dọn. Vệ sinh đúng không nào? Bởi vậy Quỳnh Nga mới nói là cùng nhau nuôi để cùng nhau dạy dỗ các bé. Mà Nga nè, bạn là streamer đúng không ạ? Vâng ạ. Đã bây giờ bạn làm một gia sư tình yêu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tại sao chính bản thân mình thì lại vẫn chưa tìm được mối tình phù hợp? Tại vì dòng đời xô đẩy nên em vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp với mình ạ. Vậy thì một nửa của bạn sẽ như thế nào? Em thích một người là vừa hoặc là gầy. Em không thích một chàng trai quá mập ạ. Chỉ cần chàng trai ấy cao hơn em là được rồi ạ. Nãy không nhớ bạn cao 1m mấy à? Em cao 1m55 ạ. Vậy cao hơn rồi. Hai chàng trai này là có chiều cao ổn rồi đó nha. Hồng Sơn cao 1m mấy nào? Là em cao 1m trên 1m7. Còn Minh Tướng? Cao 1m8. 1m8 luôn nè. Dư luôn rồi đó bạn. Chuẩn ơi. Chuẩn lắm luôn á. Và đó chính là những lời nói đầu tiên của cả bốn cô gái. Ngay sau đây chúng ta hãy chờ đón xem những chiếc ốp lưng điện thoại của các cô ấy có lột tả được tính cách của mình hay không. Xin mời. Chà, có vẻ nam tính quá nhỉ.
Thành công ha. À, cô nàng thứ hai Như Hảo khá là hoạt hình hoạt họa ha. Đáng yêu giống như bạn hay sao ạ? Cái ốp lưng màu đen và có một cái con mắt. Con mắt đó, đó là hãy giờ đấy tim mình đã mở và không biết bạn có đã mở cho mình hay chưa. Mình mạnh mẽ bao lâu nay, nhưng một khi nếu có ai tới cho mình được niềm tin thì ánh mắt đấy sẽ trở thành ánh mắt dịu dàng. Chiếc ốp lưng của bạn Bảo Bảo khá là nam tính ha. Đúng rồi, Bảo Bảo thì dường như là đi ngược lại với suy đoán của Hoàng. Một cô gái tóc xoăn dài, mặc một cái váy rất là đẹp nè, nhưng mà lại sử dụng một cái ốp lưng điện thoại màu đen. Có lý do nào không ạ? Dạ, thật ra thì trước đây thì em không bao giờ xài ốp lưng. Nhưng mà em là cái người tính hay vụng về và làm vỡ rất là nhiều, nên là em phải bắt buộc phải xài ốp lưng thôi. Cho em hỏi là hai bạn nam là có muốn là người luôn bên cạnh em để giữ điện thoại cho em, để không dễ vỡ, để em không cần xài ốp lưng không ạ? Trời ơi, em ơi, em hỏi câu đó thì cái gì anh cũng giữ, nói chi cái điện thoại em ơi. Lúc đó thì mình sẽ mua tặng bạn nhiều ốp lưng để bạn thay. À là không muốn giữ, muốn cho nó bể thì mua nhiều thay. Không lỡ. Đâu phải là lúc nào cũng kề kề bên cạnh nhau đâu chị. Nhiều lúc mà người này làm việc này, người này làm việc kia thì khi không có em ở đấy thì bạn sẽ đó sẽ nhiều ốp lưng mà nhớ em. À. Còn Minh Tướng thì sao? Còn đối với riêng anh á thì nếu mà có rớt bể hay gì thì anh có thể sẽ mua cho em một cái khác. Anh ơi, cái này em xin một điều là chắc hàng ngày em làm vỡ màn hình ngoài hay sao ạ? Thì anh không có tặng cho em ốp lưng mà anh làm cho em cốp lá. Dễ thương. Rồi, cảm ơn bạn Bảo Bảo. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ một số cái tính cách khác nhau của các cô gái qua những chiếc ốp lưng rồi. Nhưng mà còn màn hình chính, xin mời quý vị. Trần Phương, đó chính là cô ấy. Rồi, cũng khéo léo che mất phần mặt rồi. Bạn đang mặc trang phục như một đầu bếp đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tết á, thì thường mọi người sẽ về quê, nhưng thay vì đó thì em sẽ đi làm và chu cấp tiền cho mẹ em và gia đình. Khi mà em có điều kiện hơn thì em sẽ về sau. Ồ, như vậy là cô ấy đi làm thêm đấy. Mình hỏi là bạn thường hay nấu những món gì? Ai muốn ăn món gì thì em cũng có thể nấu được. Tại vì kề cạnh em còn có một người thầy, nên là em chỉ cần alo thầy ơi, con muốn nấu cái này, thầy chỉ đưa công thức là em có thể nấu được. Dạ, bây giờ công thức là nấu được thôi. Em có thể hỏi hai anh một câu nhỏ được không ạ? Dạ được. Với một bữa ăn gia đình và một bữa ăn ở bên ngoài thì hai anh sẽ thích ăn ở đâu nhất ạ? Em thì thích ăn bữa cơm gia đình hơn. Tại vì từ nhỏ đến giờ là em cũng sống xa nhà, nên là mỗi lần mà về nhà ăn cơm với mẹ, dù là mấy món đơn giản nhưng mà em thấy thích lắm. Rồi món bạn thích nhất là món gì? Là món em thích nhất là thịt kho hồi vịt. Rồi món gì nữa? Canh khổ qua nhồi thịt đó chị. Những món rất là dân dã, quen thuộc nhưng rất ngon miệng. Còn Minh Tướng thì sao nào? Thì mình thích ăn với cả gia đình nhất. Còn món mình thích thì là món canh chua. Đến với màn hình thứ hai của Như Hảo, So Deep. Bạn đang đứng ở đâu đó? Em đang đứng tại một cái đồi núi tại Đà Lạt. Đây là ánh hoàng hôn đúng không ạ? Cho dạ, mình hỏi, đúng rồi ạ. Cho mình hỏi là cái này bạn đi với ai vậy? À, mình đi với một đám bạn. Bạn đã đi hết nơi Đà Lạt chưa? Dạ, mình đi cũng gần hết rồi. Tại vì mình có một người bạn ở trên Đà Lạt luôn, nên bạn là người hướng dẫn viên dẫn nguyên một đoàn đi ạ. Cái khoảnh khắc này khi mà bạn nhìn về nơi xa lắm, bạn đang suy nghĩ điều gì? Lúc mà cả một ngày trời, từ sáng cho tới chiều, mình phải tỏ ra là vui vẻ, mạnh mẽ. Nhưng mà khi đến hoàng hôn thì mọi cảm xúc, mọi cái tình cảm và cung bậc cảm xúc mình lại ùa về, trở thành một cô gái tĩnh lặng trong cái sự hoàng hôn đó. Cảm ơn bạn, một góc nội tâm thông qua màn hình của cô ấy. Bạn có thường xuyên đi du lịch như vậy không? Mình nói chung là trong những thời gian rảnh và có khi là đi vòng dạo quanh đâu đó một mình cũng có, và tự xách xe đi du lịch đâu đó vẫn có. Và mình đã từng một lần đó là tự xách vali lên đi tới Đà Lạt một mình. Em cũng hay đi một mình như thế. Kiểu như là bị say xe nên là đi đâu em cũng thường đi xe máy hết. Giống một mình cũng say xe. Ủa vậy Tướng cũng vậy luôn? Dạ, em hay đi xe máy luôn. Dạ em đi xe đòn rồi, em hay đi xe máy. Cái khoảng đường xa nhất mà các bạn từng chinh phục là đi đến đâu? Em thì em cũng đi Đà Lạt. Em thì đi xuống Cà Mau rồi. Đợt đó là em với anh em đi xuống ở Cần Thơ, xong qua Bạc Liêu, xong chạy xuống Cà Mau. Mấy trăm cây số luôn. Dạ, đi cả về là 1000 cây.
Ây chà, dường như tín hiệu tần sóng của hai bạn này khá tương đồng với bạn Như Hảo đấy. Cảm ơn Như Hảo. Chúng ta đến với màn hình của cô gái Bảo Bảo nha. Bảo Bảo ơi, có vẻ bạn rất là trầm tư ha. Đây là hình ảnh của chính bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Em muốn hỏi một câu, đó là nãy em nghe nói là có người thích món canh chua đúng không ạ? Dạ là bạn Minh Tướng. À, không biết là anh thích món canh chua của vùng miền nào ạ? Mình đến từ LA. À, LA à? Ồ, Los Angeles. Hay Long An? Long An. Em thật ra thì em nấu món canh chua miền Tây rất là ngon và em cũng rất là thích làm món canh chua luôn. Vậy đúng vị rồi. Nhưng mà ngoài món canh chua thì bạn có thể nấu được món gì nữa không? Tất cả các món như như đã là thịt kho hộp vịt, những cái món ăn cuộc sống bình thường, hủ tiếu hoặc là phở đồ gì vẫn được. Giỏi quá. Rồi, cảm ơn Bảo Bảo. Bây giờ chúng ta chào đón chú mèo của bạn Quỳnh Nga. Đây là mèo của bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đây là chú mèo của em ạ. Thì em có nuôi 8 chú mèo và 1 chú chó ạ. Wow. Nhiều dữ ha. Vừa nãy em có nghe bạn Hồng Sơn, bạn đó nói là bạn thích chó. Vậy thì ngoài thích chó ra thì bạn có thích mèo không ạ? Thực ra thì mình không thích mèo lắm. Tại vì có một kỷ niệm không hay với mèo. Kỷ niệm sao bạn? Dạ, hồi trước thì nhà em có nuôi mèo. Xong rồi đêm đấy em ngủ thì nó đẻ ngay trên đầu em ấy. Đẻ ngay trên đầu em ấy. Lúc đó bé mèo đó sinh mấy đứa nè? Dạ, sinh 3 đứa thôi. Trời ơi. Trời ơi trời. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe một chàng trai điển trai như vậy bị mèo đẻ lên đầu. Mà 3 đứa lận. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Đến khi nào mới phát hiện ra? Đến lúc mà đẻ xong. Sáng dậy á, thấy lạnh lạnh cái đầu. Trời ơi trời. Rồi em mới giật mình, em nhìn lên em mới biết. Rồi lúc đó mình xử lý làm sao? Xong rồi em giật mình, em dậy, em đi gọi đầu liền luôn. Chị mà ở trên em lạnh lắm, xong rồi sáng dậy xối thì nước lạnh ngắt luôn ấy. Rồi không gọi luôn. Không phải chịu. Vừa xối một phát xuống lại em hét lên luôn tại vì lạnh quá. thấy thương quá. Một kỷ niệm rất là thú vị. Bởi vậy giờ thấy mèo thì mình bị ám ảnh đúng không ạ? Dạ nên em hơi bị ngại. Cảm ơn bạn. Ngoài yêu động vật ra bạn còn yêu gì nữa không nè? Sở thích của mình á. Thì em thích đi chơi cùng bạn bè và đi du lịch ạ. À bạn thích du lịch ở đâu? Em khá là thích Đà Lạt và em cũng thích cái giọng nói của con người Đà Lạt ạ. Rồi, cảm ơn bốn cô gái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chính bên trong chiếc điện thoại của cả bốn cô gái nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là những ứng dụng bên trong điện thoại của Trần Phương. Wow, một cánh đồng rất là đẹp của hoa hướng dương kìa. Các bạn muốn tham khảo qua cái phần mềm nào? Em muốn xem thử danh bạ của bạn. Thấy con trái tim màu hồng nhìn nó rung rung. Choa. Số điện thoại của ba bạn không ạ? Dạ. Cái đồ ích kỷ là cái gì ạ? Đồ ích kỷ. À, là người cũ của em ạ. Bạn vẫn còn liên lạc với người yêu cũ không? Dạ thì thỉnh thoảng thôi, chọc phá nhau vài câu. À vậy hả? Là cái người mà bạn kể 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Như vậy là bây giờ mình vẫn còn liên lạc đúng không nào? Dạ thì thỉnh thoảng thôi anh. Nhưng mà lỡ như bạn có bạn trai mới rồi, có liên lạc với người yêu cũ không? Thì lúc đó mình sẽ tiết chế lại và những cái gì mình cần quên đi thì mình nên quên đi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là nội dung bên trong điện thoại của bạn Như Hảo. Lại tiếp tục là bóng dáng sau lưng của cô ấy, nhưng đổi bối cảnh hơn, đó là một dòng thác suối cũng ở Đà Lạt đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Mình nói không nhầm thì cái đó là thác Đa Tan La đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ồ, Sơn đến đây rồi hả Sơn? Dạ đúng rồi, em đi nhiều lần. Với ai vậy? Dạ với gia đình. À gia đình đúng không? Dạ. Bạn có thể vào album ảnh cho chúng tôi coi được không? Dạ vâng ạ. Bạn thích con nít lắm đúng không nào? Dạ em thích ẵm con nít và những lúc mà nó nũng nịu thì em rất là cưng ạ. Vậy giờ thí dụ người yêu bạn cũng nhõng nhẽo giống vậy bạn chịu không? Dạ đôi lúc thôi chứ ngày nào nhõng nhẽo chắc em chịu không nổi. Ở nhà thì bạn thân với ba hay với mẹ hơn? Dạ ở nhà thì em thân với mẹ nhiều hơn nhưng mà người thương em nhiều nhất là ba. À con gái rượu của ba mà. Dạ. Có một kỷ niệm đó là khi mà em đi thi trung học quốc gia thì em phải từ Bình Dương từ dưới nhà lên tới thành phố để thi. Ngày em thi thứ hai thì là nhận được cuộc điện thoại của mẹ, đó là bé ơi ba đòi lên trên thành phố. Và khi mà em thi môn đầu tiên ra thì em lại thấy ba đứng trước cửa trường, cổng trường để đón em. Trời ơi, xúc động hết sức không? Tình cảm mãnh liệt của người cha dành cho người con vượt qua mọi khoảng cách của địa lý.
Dạ. Nhưng mà thường thì ba em lại không có tỏ vẻ bên ngoài, chỉ là những lúc quan tâm bí mật và im lặng sau lưng thôi. Nào chúng ta tìm hiểu đến chiếc điện thoại của bạn tiếp theo, đó chính là Bảo Bảo nào. Xin mời Bảo Bảo. Chà, ở ngoài thì là bức ảnh bạn đang đọc sách, bên trong là hình, đây là hành tinh nào bạn? Dạ đúng rồi, đó là hành tinh của em ạ. Một hành tinh rất là khó hiểu. Bạn có thể cho chúng tôi coi hình không? Dạ được ạ. Bạn chụp nhiều đồ ăn quá nhở? Dạ vâng, em rất thích đi ăn những cái món ăn ngon ạ. Em muốn có câu hỏi với hai bạn trai, đó là thường ở nhà, thường những việc của mình thì hay tâm sự với ai ạ? Mình thì hay tâm sự với em trai của mình. Ba mình thì ít nói, hiền nên là mình ít nói chuyện với ba. Còn mẹ thì chỉ nói những việc chính thôi. Tại vì mình ở đây đi xa nên không muốn nói nhiều để mẹ đỡ lo. Còn em trai mình thì cái gì mình cũng kể cho em trai mình hết. Em trai cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với bạn luôn à? Không, em trai em thì ở Đà Lạt. Nhà em có ba anh em, anh em thì ở Cao Bằng, em ở Đà Lạt, bây giờ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn liên lạc qua điện thoại đúng không nào? Và hay gọi video ba anh em với nhau. Cảm ơn bạn Bảo Bảo, chúng ta đến với điện thoại của bạn Quỳnh Nga nha. Vẫn là một chú mèo khác hay là cô mèo hồi nãy à? Là một chú mèo khác ạ. Bạn có đặt tên cho mèo không? Có ạ. Trắng, Mít, Mi, cậu, Sim. Còn ba con kia thì em không có nhớ. Chú Cún ở nhà tên gì ạ? Tên là Su. Su à? Su. Tại sao bạn lại đặt nó là Su à? Em cũng không biết, tại này là chị em đặt à. Còn với cái tên Su đó có dấu ấn nào trong kỷ niệm của bạn Sơn không? Dạ. Có nè, có nha. Chó của bạn gái em, cũ em tên Su. Ôi giời ơi. Cho em hỏi là sự mẫu người lý tưởng của hai bạn nam là gì ạ? Nói chung là con gái dễ thương, yêu động vật cũng được nhưng mà mình cũng không thích động vật cho lắm. Mẫu người lý tưởng của mình là mắt đẹp, mũi cao, tại vì mình thích nhìn góc nghiêng. Đặc biệt là mình thích những người con gái hát hay ấy. Được cái là em hát rất là dở luôn à. Mình cũng hát dở á. Đâu đâu, thử coi. Em thì chỉ chủ yếu là em nghe nhạc rap thôi à. Ôi, mình có rap luôn. Của Denver. Wow. Nào chúng ta cùng hòa giọng nào. Rồi rủ nhau đi trốn nè. Mẹ em không mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Rồi tới bạn. Cái bài này thì em cũng không thuộc lắm. Ủa sao nãy giờ không nói? Ơi. Như vậy là chúng ta đã thấy được những nội dung bên trong những ứng dụng, những thói quen hàng ngày của các cô gái qua chiếc điện thoại. Và bây giờ không biết là phần ấn tượng nhất sẽ giúp cho cô gái nào bước tiếp vào vòng trong. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chương trình Tần Số Tình Yêu. Chắc chắn là nãy giờ những cái điều thú vị về bốn cô gái cũng gây ấn tượng với hai chàng trai rồi đúng không? Dạ, em ấn tượng với bạn số 3. Số 3. Bảo Bảo. Chúc mừng Bảo Bảo. Bạn ấn tượng ở điểm nào? Cái gì bản lẻn vậy? Tự nhiên họ ngại quá. Còn với Minh Tướng thì sao nào? Đó cũng là cô gái số 3. Là sao? Cũng là Bảo Bảo luôn. Ồ thật không vậy? Thiệt. Nhưng mà Lê Lộc cũng thấy ba cô gái còn lại cũng có rất nhiều điểm thú vị mà. Bạn đó có hỏi là ai bạn nào thích ăn canh chua. Thì em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua. Và bạn đó nấu rất ngon. Thì em nghe có một cái gì đó gọi là nó thân thiết, nó gần gũi. Đúng cái tần số ẩm thực. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là thích nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Ai cha căng quá. Sơn Tinh Thủy Tinh xuất hiện rồi quý vị ạ. Mỹ Nương ơi, chúc mừng em. Các cô gái nè, thật sự là các bạn rất là tuyệt vời. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều tần số khác nó trùng khớp với cái nhịp tim của các bạn nhiều hơn. Chẳng qua nhiệm vụ chúng tôi sẽ phải tìm ra những mảnh ghép nó phù hợp. Và bây giờ Lê Lộc sẽ thay mặt cho đội MC ấn tượng với cô gái nào nhất ạ? Lê Lộc trao cơ hội đó cho bạn Như Hảo. Số 2, vị trí thứ 2, Như Hảo, chúc mừng bạn. Ngay sau đây, chờ đón xem nhan sắc thật sự của Trần Phương và Quỳnh Nga như thế nào đây. Xin mời quý vị. Cảm ơn mọi người ở đây luôn ạ. Năm tháng đó, em thích anh là thật. Việc anh có đáp lại hay không chẳng còn quan trọng nữa.
vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ. Và ngày hôm nay, em mở lại cánh cửa trái tim mình, đi tìm anh cũng là thật. Tiếc rằng, tần số vẫn là hai đường thẳng song song, kiếm tìm hoài chưa thấy điểm chung để vì nhau mà nắm nhẹ lấy đôi bàn tay. Nếu độc thân bình yên đến vậy, sao phải vì một người mà khuấy động tâm can? Ấy thế mà chỉ vì anh, em tự phá bỏ những nguyên tắc tình cảm của bản thân. Ngỡ tưởng đã đúng người, đúng luôn cả thời điểm rồi. Nhưng hóa ra đó lại đơn thuần là suy nghĩ của riêng em. Dừng lại ở tần số tình bạn anh ha. Cảm xúc của hai chàng trai như thế nào? Lúc bước ra em thấy hai bạn rất xinh. Nhưng mà bạn số 1 em có cảm giác như là bạn vẫn còn vương vấn với người cũ á, nên là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em nghĩ là vậy. Vì thà là thật lâu người đó mới xuất hiện, nhưng mà em cần người đó xuất hiện sẽ chắc chắn được hạnh phúc sau này luôn. Chứ em không muốn tiếp tục vội vã để chọn lại một mối quan hệ nào đó rồi lại phải một lần nữa đổ vỡ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nha. Tạm biệt Quỳnh Nga, tạm biệt Trần Phương. Chặng đường tìm kiếm tần số tiếp theo sẽ càng thú vị hơn bởi một phần thử thách được mang tên Thử thách của nàng. Chúng tôi phải nhờ vào những lá thăm ngẫu nhiên để lựa chọn ra những nội dung thử thách dành cho hai người đẹp còn lại. Như Hảo có nội dung thử thách là năng khiếu nghệ thuật. Bảo Bảo, bạn có nội dung thử thách là hỏi nhanh, đáp nhanh. Ngay sau đây sẽ là phần vượt thử thách của Như Hảo. Xin mời. Cảm ơn Như Hảo. Một phần rap, một phần hát rất là đáng yêu và dễ thương. Chốt một câu ngắn gọn thật em yêu anh. Không biết là ấn tượng trong lòng các bạn như thế nào và cảm xúc ra sao đây Minh Tướng? Em tưởng là hát một bài hát trữ tình hay là một bài hát nhạc trẻ thôi. Mà lúc bạn đó cất tiếng hát lên thì mới biết là bạn đó hát một bài rap. Thì em thấy lúc nãy thì em thấy bạn là một người dễ thương. Bây giờ thì bạn có thêm một chút cá tính nữa. Còn riêng bạn, đây là bài rap bạn nghe được hay là bạn tự sáng tác? Dạ, bài hát này là do em vô tình nghe được. Và nó để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Khi mình nhớ đến điều gì? Nhớ đến một kỷ niệm, đó là từng em từng rớt một người rất là nhiều. Làm mọi thứ để họ có thể để ý tới mình, nhưng mà họ không đổ được. Và lúc đó em rút ra một điều là tình yêu là từ hai người, hai phía, giống như tần số, phải cùng tần số với nhau thì mới tạo một tình yêu đẹp. Cảm ơn bạn, rất là đáng yêu. Nhưng mà giữ nha, giữ cái năng khiếu này. Thật sự bạn rap rất là hay, truyền cảm. Lúc trước em cũng rất là thần tượng anh Hoàng Rapper. Cảm ơn em, cảm ơn em. Lúc nhỏ thì em có từng nghe rất là nhiều bài rap bên Hoàng và có rap theo nữa. Khi đó mình có thể được giải tỏa được tâm sự của mình ra bên ngoài nhiều hơn. Đúng rồi, hồi nhỏ thì nghe nhạc của anh, giờ lớn hơn nghe nhạc người khác. Giờ anh nhỏ, không có ra lấy gì em nghe. Có ra mà nhạc đang nhạc sôi động, nhạc của những lễ hội âm nhạc không mà. Cảm ơn Như Hảo, một tràng pháo tay dành tặng cho cô ấy. Cảm ơn em. Và tiếp theo sẽ đến phần thử thách của nàng Bảo Bảo. Xin mời Bảo Bảo. Wow. Ôi, chúm cha chúm chím dễ thương quá. Chúng tôi sẽ trao cho bạn 6 câu hỏi trong vòng 60 giây. Đây là những câu hỏi liên quan đến cả hai chàng trai. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Câu số 1, quê của Minh Tướng ở đâu? Đà Lạt. Sai, Long An. Câu số 2, kể tên hai tiêu chí bạn gái của Hồng Sơn. Người nhỏ hơn một xíu, dễ thương. Sai, mũi cao, mắt đẹp, hát hay. Câu số 3, món ăn Minh Tướng thích nhất. Minh Tướng. Canh chua. Chính xác. Chuyến đi phượt của Hồng Sơn với anh trai dài bao nhiêu km? 120. 1000 km. Câu số 5, chiều cao của Minh Tướng là bao nhiêu? 1m72. Sai rồi, 1m8. Câu cuối cùng nha, con mèo của Hồng Sơn sinh vào buổi nào trong ngày? Buổi tối. Chính xác.
Rồi, chúc mừng bạn. Yeah. Dù sao bạn cũng đã rất là bình tĩnh. Tiếc quá bạn đúng chỉ có 2 câu trên 6 câu thôi. Cảm xúc của bạn như thế nào? Tại vì trí nhớ em rất là kém, với lại ngồi ở trong kia không biết ai là bạn Tướng với lại là bạn Sơn. Nên là rất là khó nhớ. Lê Lộc đứng đây mà cảm thấy là cô gái rất là run luôn đó. Không sao, mình hoàn thành xong phần thử thách rồi. Bây giờ mình sẽ gặp lại bạn sau nha. Cảm ơn Bảo Bảo. Như vậy là thử thách của nàng dành cho hai người đẹp còn lại cũng đã kết thúc. Liệu rằng ấn tượng đó có thay đổi trong lòng của hai chàng trai Minh Tướng và Hồng Sơn hay không? Xin quý vị hãy để cho họ ít phút để suy nghĩ. Và bây giờ chúng ta giải lao nhé. Chương trình Tần Số Tình Yêu. Sao rồi hai chàng trai? Đã suy nghĩ và xem lại lý trí và cảm xúc của mình về phần ấn tượng chưa nào? Em nãy giờ em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Vẫn ấn tượng với bạn Bảo Bảo. Chúc mừng Bảo Bảo. Chà, bây giờ sẽ là phần khá quan trọng dành cho Minh Tướng đây. Mình vẫn ấn tượng với bạn Bảo hơn. Như vậy là phần ấn tượng vẫn thuộc về Bảo Bảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng nhan sắc thật của Như Hảo và Bảo Bảo nha. Nhưng mà riêng hai chàng trai thì không được đâu. Mời hai chàng trai bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay để chào đón hình ảnh của cả hai người đẹp của chúng tôi. Xin mời. Như hai nữ thần luôn. Ây chà chà. Xinh xắn quá, đẹp quá. Lý do đó mà chúng tôi muốn giữ lại sự bí mật dành riêng cho hai chàng trai thôi, để thấy được phản ứng của mọi người ra sao. Bà con lối xóm luôn có những ý kiến chính xác lắm nha. Mọi người cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của Bảo Bảo? Wow. Còn với vẻ đẹp của cô nàng Như Hảo? Thấy chưa? Sau cái mặt nạ kia thì dường như lại là một cái bí mật khác nữa. Muốn thay đổi cái ấn tượng của mình hay không? Em không. Em cũng không. Tướng cũng không. Vâng, nếu không thì mời hai bạn về chỗ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với bạn Như Hảo. Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng ta vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Chẳng vội vã, chẳng chút lo âu, chỉ đơn giản là bình tĩnh đến mức cố chấp chờ đợi một người vốn sinh ra để trở thành mảnh ghép vừa vặn cho những khiếm khuyết, những nhỏ nhen của bản thân. Nhưng có lẽ sai người sai thời điểm với anh và Tần Số Tình Yêu ngày hôm nay rồi. Đó, Như Hảo rất là xinh xắn. Cảm giác như thế nào ạ? Dạ, cảm giác rất là hồi hộp ạ. Tôi thấy bạn đang run luôn kìa. Có bao giờ phải đối diện với nhiều khán giả và đặc biệt là những chàng trai như vậy không ạ? Dạ, cũng chưa bao giờ nhiều vậy. Chưa bao giờ nhiều. Tại vì đối với em thì em sống nội tâm, em thích ở trong phòng kín nhiều hơn. Cô gái mong manh dễ vỡ như bạn á, những chuyện buồn bạn hay chia sẻ với ai? Nhiều lúc thì em chia sẻ với mẹ, nhưng mà nhiều lúc thì em sẽ tâm sự với bà nội. Bà nội ở quê hay là ở chung với em? Bà nội em mất rồi. Bà nội em mất rồi mà em lại tâm sự với bà nội. Những lúc mà em vấp ngã trong chuyện tình cảm hoặc là bất cứ trong xã hội như thế nào, em đều nhớ tới nội. Một cô gái rất là tình cảm, rất là sâu sắc, sống nội tâm. Nghị lực của một cô gái như vậy ấn tượng không ạ? Cảm thấy bạn rất là mạnh mẽ. Em hy vọng là bạn sẽ tìm được một người mà có thể làm cho bạn có thể tâm sự giống như là tâm sự với bà nội, kiểu như hiểu bạn và chia sẻ được với bạn. Nếu được thì mình có thể add friend và có thể bạn có thể tâm sự với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho bạn sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, bình an và thành công trong công việc, sự nghiệp và đặc biệt là tình yêu của mình nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tạm bạn. Tạm biệt. Tạm biệt Như Hảo. Và
Và bây giờ để cho cô nàng Bảo Bảo của chúng ta bắt trúng tần số của mình thì chúng ta sẽ đến với vòng bí mật của chàng. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá những chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Xin mời bạn kết nối với tần số tình yêu. Đây, màn hình ở ngoài thì nhìn cool ha. Mở khóa nào. Wow, bên trong là người sắt. Bạn thần tượng người sắt hả? Dạ, em khá là thích người sắt. Từ trên phim cho tới bên ngoài. Như vậy là thích cả nhân vật lẫn diễn viên luôn. Dạ. Một người đàn ông lịch lãm, quyền lực và biết hy sinh. Rất là tốt luôn. Giàu có nữa. Nhiều cô gái theo đuổi nữa. Bạn thích yếu tố đó không? Dạ, cũng khá là thích. Khá là thích. Chúng ta sẽ xem qua Facebook của anh ấy. Chà, bạn bè nhiều nữ dữ hèn. Bạn có bao nhiêu bạn trên Facebook? Khoảng 3.000 mấy à. Số lẻ là nam, còn 3.000 là nữ đúng không? Dạ, cô không biết, em cũng không để chuyện đó nữa. Rồi, chúng ta vào tường nhà bạn nào. Bạn rất thích là chụp hình selfie nè, rồi đi chơi với bạn bè. Rồi, cho chúng tôi thấy được cái album ảnh của bạn đi. Những thói quen như thế nào sẽ được thể hiện qua hình ảnh mà anh ấy chụp hàng ngày. Giày thể thao, bạn thích giày lắm đúng không nào? Dạ, em cũng khá là thích giày. Vậy chắc bạn cũng mê thể thao chứ chơi hả? Chơi thể thao chứ hả? Dạ, em rất là thích đá bóng. Và đá bóng hả? Võ thuật, dạ. Ồ. Bạn có những thành tích nào về thể thao chưa? Có, về võ thì em có giải huy chương đồng, giải sinh viên toàn thành và huy chương vàng giải tỉnh. Ồ. Bạn có mê xe cộ không? Xe hơi hay là xe mô tô phân khối lớn? Dạ, em có mê xe, khá là mê xe mô tô. Tự sắm cho mình chiếc chưa? Cái chuyện đó thì em đang từng bước nuôi dưỡng mơ ước đúng không nào? Nhưng mà bạn đi mô tô vậy, bạn thích đi một mình hay là đi couple, đi có một người ở đằng sau? Có người yêu ngồi sau thì sẽ thích hơn. Rồi, ngay sau đây sẽ là nội dung bên trong của điện thoại bạn Hồng Sơn. Trời ơi, màn hình ngoài kìa. Quá cool. Thần thái ha, đẹp trai quá. Ai nghĩ bên ngoài sợ mèo đâu. Wow, mỗi buổi sáng thức dậy, nếu như không có báo thức, bạn ấn vào ứng dụng nào đầu tiên? Thường thì em sẽ lướt Instagram trước. Dạ vâng, xin mời. Rồi, bạn cho mời xem Instagram của bạn nào. Em thường follow mấy cái về thời trang hoặc là mấy idol em thích hoặc là bạn. Em hay chụp lại mấy cái này để học tạo dáng theo. Đúng rồi, em học tập. Với lại phong cách mặc đồ của người ta, em thích style Hàn Quốc á, nên em follow rất là nhiều. Cuộc gọi gần đây đi. Dạ. Bạn sẽ liên lạc với ai nhiều nhất? Dạ. Mẹ nhiều tim quá chừng luôn. Dạ. Bạn rất yêu mẹ đúng không nào? Dạ đúng rồi. Thực ra thì giờ em rất muốn là có thể đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Em đang cố. Bạn đã đưa mẹ bạn đi đâu chưa? Dạ chưa, và mẹ đưa đi. Dạ hả? Từ nhỏ đến giờ. Nên giờ em muốn làm gì đó để đưa mẹ đi. Nhưng mà vậy thì không biết hai mẹ con mình có thân với nhau không ta? Em thường xuyên nói chuyện với mẹ hơn là ba. Ba thì chỉ có một chút xíu thôi. Hoặc là ba sẽ nghe chuyện từ mẹ. Mẹ bạn là người như thế nào? Dạ, mẹ em thì khá là hiền. Nấu ăn thì rất là ngon. Nhưng mà mẹ em thì khá là thấp, chỉ có tới vai của em thôi. Người nhỏ bé nhưng mà mẹ em thì nuôi được cả ba anh em em. Em biết là mẹ từ nhỏ tới giờ rất cực nên em rất thương mẹ. Mong muốn của mẹ mong bạn tìm một người bạn gái ra sao? Dạ, mẹ em thì chỉ nói là xuống đây á, ổn định được công việc xong rồi yêu ai thì yêu cũng được. Còn mẹ thì cứ thoải mái thôi. Còn phụ thuộc vào em nhiều hơn. Bao giờ bạn gắt một người bạn gái nào về nhà chưa? Dạ chưa. Hy vọng lần này sẽ có dịp gắt bạn gái về nhà ra mắt mẹ ha. Dạ em cũng hy vọng. Cảm ơn bạn Hồng Sơn. Dạ. Như vậy là chúng ta đã khám phá thêm nhiều thông tin thú vị trong điện thoại của Hồng Sơn và Minh Tướng. Nhưng mà với tâm lý của bạn Bảo Bảo ngồi kia cũng đang rất là tò mò, thắc mắc. Chúng tôi sẽ dành cho bạn Bảo Bảo ít phút để theo dõi cả hai chiếc điện thoại của hai chàng trai này. Xin mời Bảo Bảo. Và thời gian để cho bạn Bảo Bảo tham khảo hai điện thoại của Minh Tướng và Hồng Sơn đã kết thúc. Ngay sau đây, chờ đón xem phút giây quyết định cuối cùng như thế nào. Quý vị hãy giải lao trong ít phút nhé. Là giây phút hồi hộp nhất. Chỉ một cuộc gọi duy nhất, nhưng không biết sẽ dành cho bạn Minh Tướng hay bạn Hồng Sơn đây. Xin mời mọi người. Wow. Như một nàng búp bê luôn á.
chỉ một cuộc gọi đến với một chàng mà thôi. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người một lần đếm duy nhất trong ngày hôm nay thôi. 5 4 3 2 1. Xin mời. Và tần số tình yêu đến từ Bảo Bảo đã thuộc về hai bạn nam, là có muốn là người luôn bên cạnh em để giữ điện thoại cho em, để không dễ vỡ, để em không còn sợ áp lưng không ạ? Em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua và bạn đó nấu rất ngon. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là thích nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Không chàng nào hết. Bảo Bảo đã quyết định mình sẽ không bắt trúng một tần số tình yêu nào cả từ hai chàng trai. Bảo Bảo ơi, bạn có thể nào nói lý do không? Qua quá trình tìm hiểu thì em cảm thấy là tần số của em và người ấy hơi xa quá, nên là không thể nào bắt trúng được, nên là em sẽ quyết định không gọi về cả. Ủa, nhưng mà khi nãy nghe bạn nói là bạn mong muốn nấu món canh chua cho cả hai chàng ăn cơ mà. Có thể là người bạn với nhau em vẫn nấu được một nồi canh chua cho cả hai cùng ăn ạ. Ồ, quá là hối tiếc. Không biết cảm giác của hai chàng trai như thế nào ta? Cảm giác nó sẽ được nhân đôi lên khi Bảo Bảo sẽ tiến về trung tâm của hai chàng trai. Xin mời Bảo Bảo. Rồi, hai chàng trai khoảnh khắc này có thể nhìn được nhan sắc thật sự của Bảo Bảo. Có ai nói lên lời không ạ? Thì mình nói trước nha. Lúc tìm hiểu hai vòng vừa rồi thì thấy cũng có sạc điện qua tần số xíu. Nhưng mà đến vòng cuối thì bạn nữ nói là không trúng miếng nào thì có thể sau chương trình này mình có thể làm bạn. Khá là tiếc, tại vì em cũng khá thấy cái tính cách của bạn khá là thú vị, nên là em muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà bạn lại không cùng tần số với em rồi. Em rất là cảm ơn hai anh đã có ấn tượng với em. Em có muốn một ca khúc muốn dành tặng cho hai anh. Wow. Người ta mà còn hát bài nhớ lắm nha anh là chết. Không có tín hiệu của tần số tình yêu, nhưng mà có tín hiệu của tần số tình bạn rồi. Có những phút giây mình vui vẻ với nhau như vậy cũng là đáng quý rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vai tựa đầu rung ngã vì mỏi mệt quá. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi.